Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một cái chiếc xe đạp địa hình gian rất là hợp lý trong tầm giá. Và nếu mà các bác nào mà không cần yêu cầu kỹ thuật cái cấu hình cao quá thì cái chiếc xe đạp này rất là tốt để cho các bác sử dụng. Hoặc là các bác nào mà có các cái cháu nhỏ, các con em mình đi học mà sử dụng chiếc này thì em đánh giá là lồi đồng cối đá. Thì sau đây em sẽ đánh giá chi tiết cái chiếc xe đạp này, địa hình gian ATX7. Và các bác đang nhìn thấy trong khung hình đây là chiếc xe đạp gian ATX7. Chiếc xe này thì thuộc dòng địa hình và cũng khá là hợp lý trong tầm tiền. Chúng ta cùng để đi qua điểm qua. Về với các bác mà yêu cầu cái độ mỹ thuật, độ vẻ bề ngoài còn đẹp thì xe này em đánh giá là nó chỉ còn khoảng 70% độ mới thôi. Còn những các bác mà yêu cầu mà không còn yêu cầu về ngoại hình lắm và cần một chiếc xe gọi là hợp lý trong tầm tiền thì đây là một lựa chọn rất là ổn trong tầm giá, em nghĩ là như vậy. Thì đây là dòng gian ATX7. Chiếc xe có cái size là 17 inch, đây như các bác có thể nhìn thấy. Size 17 inch tương đương với cái người cao là từ khoảng 1m6, trên dưới 1m6 cho đến khoảng 1m72 là hợp lý. Cái khung này có thương hiệu này có từ 1972. Cái này được làm bằng nhôm 6000, hợp chất rất là tốt, hợp kim của nhôm. Về phần trang bị cấu hình thì chiếc này được trang bị cấu hình là gạt đĩa Aceza và một bộ đùi đĩa Shimano 3 tầng. Ở trên đây chúng ta em nhìn thấy dòng chữ là Bui Tu Racing, To Be Racing, có nghĩa là cái xe này được xây dựng lên, được lắp ráp lên để phục vụ cái mục đích rèn luyện thể thao. Racing là đua, Bui là dựng lên, xây dựng dựng nên cái chiếc xe này để với mục đích là thể thao. Và đây là website chính hãng của hãng gian-bicycle.com. Đằng sau chúng ta có một cái logo của cái dòng sản phẩm này, đó là gian ATX7. Về nước sơn thì chiếc này là một cái dòng sơn đen nhám, sơn đen sần chứ không đen bóng, cho nên là lúc nào là nhìn nó cũng xịn xịn chứ nó không bóng, bởi vì nó là đen sần, sơn sần. Ở đằng đây chúng ta có một cái đề can phản quang này. Bộ chuyển động đằng sau cũng là Aceza. Aceza thì theo các bác biết rồi là nó cao cấp hơn Tourlay, cao cấp hơn Antut. Đấy, bộ chuyển rộng Aceza cũng rất là hợp lý. Líp này thì được trang bị líp 2, 4, 6, 8, 9 tầng. 2, 4, 6, 8, 9 tầng. Líp được trang bị líp 9 tầng. 9 tầng và Mayer của xe là Mayer Quando vành Alex Jim 2 lớp rất là nổi tiếng rồi. Vành này thì rất là nổi tiếng rồi. Phanh đĩa cơ. Phanh đĩa cơ. Về phần yên của chiếc xe thì em đánh giá là cũng không thấy rách gì, rất là đẹp. Còn khá là đẹp. Chúng ta thì cùng đi đến phần trước. Phần trước thì chiếc xe có cái giảm sóc Santua XCR. Giảm sóc này thì theo anh đánh giá thì nó cũng không còn được như mới, nhưng mà để mà sử dụng thì vẫn sử dụng tốt. Trên tay cầm của chúng ta là có bộ tay chuyển số Aceza 9 tốc độ đây. Các bạn nhìn từ 1 đến 9 này, 1 đến 9. Cho cái líp đằng sau và 3 tốc độ, 3 tầng cho cái đĩa đằng trước. Tức là tổng cái xe này là có 93, 27, 27 tốc độ. Phần ghi đông đây chúng ta, các bác có thể nhìn thấy là xe qua trong quá trình sử dụng thì bị ánh nắng, bị đi trời nắng, cho nên là những cái này nó bị bọt hết sơn, tức là nó sơn nó bị oxy hóa, nó bay hết màu rồi. Thì cái này các bác có thể 500 sơn xịt và là giải quyết được vấn đề. Đây là logo lỗi của gian hãng Giant. Tay phanh ở xe được trang bị tay phanh Avid, một hãng phanh rất là nổi tiếng và đáng tin cậy của Mỹ. Phanh đằng sau
phanh đằng trước. Về cơ bản chiếc xài trước này thì cấu hình vừa đủ trong cái giá trị sử dụng của nó rất là tốt, và giá của chiếc xe này là 4 triệu 2. Đấy, 4 triệu 2 bao gồm bao ship toàn quốc, và dành cho các bác nào ở tỉnh xa là bao ship toàn quốc, giá là 4 triệu 2 bao ship toàn quốc. Và em tặng kèm phụ kiện gồm túi chuông này, túi đồ này, giá bình nước này và chắn bùn, đèn nháy. Đấy, một số các bác có thể lấy thêm phụ kiện thì em có thể bớt một vài phụ kiện đi. Nói chung là những cái quà tặng em có thể tặng nó vào khoảng tầm 100.000, 100 đến hơn 100 gì đó. Và em bao ship là tổng thành là chiếc xe này giá là 4 triệu 2, 4 triệu 200.000 đồng bao ship toàn quốc và tặng kèm phụ kiện, bảo hành 1 năm về chế độ hỏng hóc. Vâng, và em đã đánh giá xong chiếc xe đạp, chi tiết chiếc xe đạp này. Và nếu mà các bác nào quan tâm đến chiếc xe đạp và muốn sở hữu chiếc xe này, hoặc là có thắc mắc gì cần tư vấn, thì các bác hãy nhắn tin cho em qua số điện thoại Zalo 0975709943. Các bác không cần gọi, bởi vì gọi thì hầu như bây giờ cũng vẫn phải là làm việc lại bằng hình ảnh, thì tốt nhất là các bác nếu dùng Zalo, hầu như bây giờ ai cũng dùng Zalo. Các bác dùng Zalo thì nhắn tin Zalo luôn cho em qua số điện thoại 0975709943, không cần gọi, để cũng phải là vẫn là phải làm việc bằng hình ảnh thôi. Vâng, và ngoài ra em còn rất là nhiều chiếc xe đạp khác, thì các bác lên Facebook tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cộng với ấn chiếc chuông bên cạnh để các bác là những người đầu tiên xem video. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay cũ, các cái dòng Thụy Sĩ, Nga và Nhật Bản. Nếu mà các bác quan tâm thì lên Facebook tìm Kiên Đồ Cũ và kết bạn để xem những cái mẫu đồng hồ đó. Còn các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh để xem những cái mẫu đồng hồ mới em mới về. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt ạ. Hẹn gặp lại.